Cứ khi nào anh ấy thiếu tiền thì anh sẽ hỏi mình. Khi mà trong một mối quan hệ hẹn hò mà mình đang ở cái khúc mắc là mình đang cứ cho người bạn trai mình vay tiền hoặc là cứ cứu người bạn trai đấy ra khỏi cái trạng thái mắc nợ. Cứ khi nào anh ấy thiếu tiền thì anh sẽ hỏi mình sẽ đi kiếm tiền đấy hoặc là đi vay hộ anh ấy hoặc là chu cấp lại cho anh ấy từng đấy tiền, sau đó anh ấy sẽ trả lại. Cái này nó sẽ mang lại hiểm họa rất là lớn tới với cái mối quan hệ của chính bạn. Bạn chỉ đang hẹn hò anh ấy thôi mà bạn đã overgiving rồi. Tiền bạc thì nó là năng lượng. Khi mà mình cho người ta cái tiền trong khi đó mình chưa nhận lại được là anh ấy có thực sự muốn commit với mình hay không, mà mình đã invest rất là nhiều năng lượng vào anh ấy bằng việc cho anh ấy vay cái tiền mà mình đã kiếm ra, đấy là việc mình đã overgiving rồi. Và khi đấy cái cán cân về mặt tính nam và tính nữ nó đang bị lệch mất rồi, và nó sẽ mang lại một cái hiểm họa khôn lường. Bởi vì sao? Người đàn ông đấy sẽ chấp nhận được việc đấy bởi vì nó là một cái easy option. Thực sự nha, đàn ông rất là thích những cái điều gì dễ, nhưng mà những cái điều dễ không phải là điều mà họ muốn đấu tranh để có được. Bạn dễ have sex với họ, họ rất thích. Bạn dễ cho họ tiền, họ rất thích. Họ rất thích đón nhận điều đấy. Nhưng cái điều mà dễ dãi đấy nó lại không giúp cho họ cảm thấy họ muốn ở bên cạnh bạn lâu dài được.